Tụ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Tác phẩm Đóng cửa dạy chồng Của nhà văn Đào Trinh Nhất Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 6 không phải nói cũng hiểu mấy hôm ông đi sài gòn và nam giang ra công điều tra đã túm được sự thật trần truồng bức thư ai gửi cho ông kia không phải vu cáo tí nào chính thật là việc quả có trong tâm não ông sôi lên sùng sục tức tốc về nhà gọi một mình bà cụ lên gác kể rõ đầu đuôi câu chuyện mắc hợm mà ông cho là một việc gia đình đại nhục nhân tiện bàn cách giải quyết mà trong trí ông đã có dự định minh cầm và gia nhân ở nhà dưới chỉ vẫn nghe ông cụ to tiếng thỉnh thoảng lại chêm vào một câu chửi thề tục tiểu nàng biết đấy là tòa án gia đình đang mở tập hồ sơ chung thân của mình ra xét một lúc thấy bà cụ thò mặt ở trên cầu thang và cất tiếng gọi rung rung cầm ơi lên ba mày hỏi mấy tiếng gọi nghe oai nghiêm như tòa kêu tên một kẻ trọng tội ra đứng trước vành móng ngựa vậy nàng cũng lo sợ chẳng vừa nhưng cố giữ bề ngoài trấn tĩnh tự nhiên Vì giây phút ấy nàng đã có chủ trương nhất định rồi Dù sao cũng không phải chữa lại Hay tùy cơ ứng biến gì nữa Cái chủ trương ấy Một là sống theo ý muốn và con đường đang đi dở dang Hai là chết Chỉ có thế thôi Và một người đã có chủ ý Thì đối với việc khó thế nào cũng không bối rối Bởi vậy khi ông cụ sầm mặt đưa cho mấy trang giấy đánh máy và nói Mở mắt ra, đọc cái này thử xem Nàng đón lấy, liếc qua đại lược rồi ung dung đáp thưa ba con đã biết rồi câu nói thật thà như đếm không ngờ lại là mồi lửa châm giữa ngòi pháo làm cho ông cụ vừa nhảy dòm lên vừa điểm mặt minh cầm mà gào thét gian dội cả nhà còn bất lương bất hiếu kia mày dám nói mày đã biết thật hả dạ con nào dám nói sai với cha mẹ việc ấy con đã biết ngay từ hồi ra phú quốc tìm đơn hùng tính Nghĩa là đã hơn ba năm Dạ phải Để với nhau một đứa con Thưa dân Giấu bạc cha mẹ Đưa nhau lên ở Sài Gòn như ông lớn bà lớn Hơn ba năm tiêu bay của nhà Ngót hai vạn bạc Chẳng còn trông thấy tâm hơi Con không dám cãi Ông Châu Hồng càng thịnh nộ càng gào to Xùi bò cả hai bên mép Đồ khốn nạn cái tội mày to tài đình đáng trao cho vô vài ngựa xéo đáng chép quách đầu mày đi là ở chỗ mày biết từ hồi nào mà bưng bích giấu giếm cha mẹ đó nghe không trời ơi là trời đơn hùng tính thấy chuyện vô can kỹ sự mà còn muốn ra tay trừng trị thằng xó lá để làm gương răng đời huống chi mày là chính là con tao là vợ nó mày biết nó bệm bãi lập tâm bất lương như thế mày lại bỉm đi không nói cho tao với má mày biết là nghĩa thế nào ông vừa la hét rầm rầm vừa hoài tay ra sau lưng định vớ lấy cây một côn dựng sẵn bên giường để phan cho con gái một trận què hoặc máu mè mới hạ hơi giận nhưng bà cụ nhanh tay gạt cây côn nằm rơi dưới đất dìu lấy ông cụ ngồi xuống và nói ôn tồn nhỏ nhẹ thôi mà ông hung hăng giận dữ quá rủi lỡ tay nhầm phải chỗ phạm làm nó chết đi thì làm thế nào thì đá cái thây nó ra ngoài mưa mà chôn chứ còn thế nào hay là quăng ra ngã ba cho chó nó ăn Quý báo gì cái thay sống nhục chết thui ấy Dễ thường chó cũng chẳng buồn tha đâu Ôi Việc nhà quan hệ tới danh dự cao xa Vậy ta cứ êm đềm lặng lẽ mà nói với nhau Lẽ phải trai để cho con nó bày tỏ thế nào sẽ hay Chứ ông la hét gian nhà rầm sớm Để gia nhân và tứ cận họ biết tới chân răng kẻ tóc Đố khỏi họ chê cười mai mỉa Nhà mình còn ra làm sao Ồ Người ta biết rõ cả từ hồi nào còn dấu sao được không biết Tuy vậy ông cụ cũng nhìn nhận lời bà cụ nói là có lý Cho nên thấy ông Hòa bớt sắc mặt Hạ à, bớt lời nói Ngó thẳng Minh Cầm mà hất hàm một cái Đủ hiểu cái hất hàm ấy Tức là câu hỏi vặn ráo riết Thế nào Mày biết hết sự tình bí mật ngay từ lúc mới Nhưng dấu nhẹm không thổ lộ cho ba má hay Thưa ba với má Lúc ấy ván đã đóng thuyền tay đã nhúng chàm lỡ mất đi rồi con bới ra làm gì vô ích mình cầm khóc tức tưởi và nói một cách bán thổ bán thôn chưa dám tận từ nhưng phận sự làm con buộc phải tỏ hết mọi nỗi ẩn khuất cho cha mẹ được biết mà kịp thời cứu vớt chữa lại cho con nhất là một việc quan hệ chung thân như thế chuyện đại nhục cho gia đình nhà ta thế ấy mà mày đành giấu bặt những người thương yêu mày đẻ ra mày để sống vui thú với cái thằng điếm đàn chân trắng nó lừa lọc cho lấy được mày chỉ vì lập tâm tàu mỏ nó làm nhục ba má mày phải vì thế mà mang xấu với thiên hạ trời ơi đời tao gần kề miệng lỗ còn bị phải cú này thật nặng hơn bố thiên lôi thà bố thiên lôi dán một cái cho mình chết đi sống đời chứ cú này bắt mình cứ sống giấc dữ nữa nghe thiên hạ chửi ông cụ thở một hơi dài rồi lại nói tiếp Hừm, chắc mày sai mê cái thằng khốn nạn ấy nó bảnh trai nó tán giỏi nó khéo mồi gan móc ruột mày à Cho nên mày mới đành lòng ngậm lấy sự nhục nhã Sự tai tiếng Vui thú với nó chứ gì Phải không Nói đi Ông nghĩ nói Rót một chén nước uống nhấp giọng Có ý chờ đợi Như một quan tòa áo đỏ Sắp sửa được nghe tên trọng tù tự thú tội lỗi Đối với cha mẹ Minh cầm được dịp rút ngồi một cái ôm nhọt trong tim Lúc nãy ba nói phận sự làm con Thưa ba Chính cái phận sự ấy bảo con phải cắn răng bóp bụng làm thinh Thà một mình chịu lấy sự đau đớn bởi số phận đưa đến Chứ không tiện nói ra Vì sao? Vì nói ra tức là phơi điều lầm lỡ của ba má Tất nhiên ba má buồn rầu hàng sớm dị nghị Con không muốn thế Con với chàng nào có phải trai gái ve vãn nhau mà nên vợ nên chồng đâu Chính ba đã lựa chọn chàng, gả con cho chàng sở dĩ con gặp lấy nhân duyên ấy là do theo ý muốn và mạng lệnh của ba má Nếu con nói ra thì vợ chồng con đến thù nghịch Xa bỏ nhau đã đành Nhưng thế nào cũng làm cho ba má đau lòng vì con Và mang tiếng với thiên hạ là già kén chẹn hôm Là ham danh mắc hợm Như thế không phải hay ho tốt đẹp gì cho cha mẹ Cho nên con ngậm tâm không nói Giả dạ lại một cái hại gì Làm sao được biết trước khi nó xảy ra để mà tránh Chứ một khi mình đã dướng lấy rồi Dù biết là hại cũng đã quá muộn Đằng này Lúc con được rõ sự tình là thế Thì việc đã dĩ nhiên Cái hại mình chịu đã sâu quá mất rồi Có nói gì thì cũng là vô ích cho thực sự Bề nào danh dự nhà Thân thế con Cũng không thể vì sự nói phô ấy Mà cứu vớt lại được nguyên vẹn như xưa Con nghĩ thôi thà cam chịu Để dần dà chữa sửa lại cái hại được bớt phần nào hay phần ấy còn hơn Ba má lượng xét Hẳn cho con nghĩ thế là phải Ông cụ lặng lặng nghe con giải tỏ Trong trí cũng cho là có lẽ phải Vì kén rễ mắc hợm chính là lỗi ông Té ra quan tòa đợi tên bị cáo thú tội Mà tội lỗi lại không phải về phía bị cáo Tuy vậy ngoài mặt Ông vẫn giữ vẻ nghiêm nghị Hừ, Nói chuyện sửa chữa cái hại Cho bớt đi còn hơn Nhưng mày đã sửa chữa được những gì nào con đã cảm hóa chàng tu tỉnh Và có việc làm với hãng tử tế Thế mấy tháng nay nó sang lào Tức là làm việc cho hãng à Dân Làm chân gì Thơ ký kế toán Lương tháng bao nhiêu Một trăm đồng Chưa kể phụ cấp Thì chỉ là một thầy thông ký quèn thôi Đâu phải là một ông bác vật Nhà mình vẫn là mang tiếng Gọi là sửa chữa cái hại mà như thế cũng là như không Tất phải nhổ phăng cả gốc rễ nó lên mới được Ý ba định bảo con thế nào Minh cầm hỏi với tất cả ý nghĩa Hồi hộp lo ngại Lại còn phải định thế nào Năm nọ ông thầy thiên đi nhãn Ở chợ lớn xem số tử vi Đoán giận mạng mày sẽ trở nên bà nọ bà kia Chứ không phải làm cô thông cô ký quen đâu Bây giờ chỉ có việc bỏ dứt thằng ấy đi Phải đấy con à Bỏ quách nó đi Bà cụ tán thành minh cầm lắc đầu ba má có giết con xin chịu chứ bảo con bỏ ba thằng tứ thật con không đành đồ ngu ông cụ ngắt lời và quắc mắt tao bảo mày phải bỏ nó rồi tao tìm cho một người chồng khác hiện làm trạng sư danh giá như trời tao đã nhờ bác hương chủ điều thu xếp đám ấy xong rồi chẳng nói chẳng rằng minh cầm đứng dậy bước xuống dưới nhà tỏ ý không muốn nghe chuyện thay duyên đổi số Ta nên biết vì sao ông Châu Hồng có cái ý nghĩ quyết liệt ấy Ai lạ gì ông hiếu danh Chẳng thế mà làm một nghiệp chủ Một phú gia Không đủ vẻ vang với đời hay sao Lại phải bỏ ra bạc dạng Quyên cái quyện hàm Cho được có người tưng bốc mình là ông lớn mới thích Lại còn muốn làm cụ cố Khoe mẽ với thiên hạ rằng ta có con rể là ông kia ông nọ Đi học bên Tây Lấy được bằng cấp to tướng trở về Cho nên mới mắc hợp anh chàng Lâm Kiều Mộc Nó khéo gãi chúng vào chỗ ngứa ấy mà vớ được thiên kim tiểu thư nhà ông đến nỗi vô dập hấp tấp trước khi gả con chẳng chịu dò xét cho cẩn thận làm như sợ nhà giàu khác có con gái cặp kê đỡ trước ông giai tế ấy đi mất bây giờ vở chuyện ra ông chết điếng cả người không biết thở than bàn bạc với ai ông thở than bàn bạc với ông hương chủ điều tưởng là anh em họ hàng thân tín nào ngờ là lão cáo già này một phường với cô giáo nhầm vẫn ganh ghét ông chỉ mong cho ông phải đau khổ thì họ mới khoái Nhất là thấy sản nghiệp nhà ông to quá Mà lại không có con trai Thì họ vẫn rấp lòng thèm muốn Nếu không bạch đoạt được tất cả Cũng phải làm sao sang sẻ chuyển vận về cho con cháu nhà họ Dù chẳng có minh cầm Ví dụ nàng chết sớm đi Hay là bị cha mẹ trút quyền kế nghiệp chẳng hạn Thì Duy có em trai cô giáo nhâm là mong được lập tự Vì là thân thích hơn Chứ không đến phần đâu họ xa như con cháu ông Hương Chủ Điều Nhưng ông này vẫn muốn chia sẻ cơ nghiệp Mà Châu Hồng cho con cháu bên vợ mình lọt sàn xuống nia không đi đâu mất có một lần hương chủ điều mon men hỏi minh cầm cho thằng cháu vợ nhưng vì thằng ấy không đổ đạt gì nên ông châu hồng không thuận hương chủ điều bẽn lẻn từ đấy bề ngoài tuy thân thiết với nhà ông châu hồng như thường nhưng thật bề trong ghim chặt mối hờn và không khi nào quên dòm nom cái tủ sắt kết xù với những đám ruộng cò bay thẳng cánh mà ông châu hồng đứng tên sở hữu hôm nay ông châu hồng rủ đi nam giang sài gòn chơi Bận trở về giữa đường lại đem hết chuyện tâm sự khổ não ra Thở than và vấn kế Hương chủ điều chụp lấy cơ hội ấy Để thực hành ước nguyện chất chứa bấy lâu Bác nghĩ sự tình khôn nạn như thế Bây giờ tôi nên xử trí thế nào cho phải Ông Châu Hồng hỏi ý kiến Hương chủ điều Giữa đêm hai người nằm trên tàu thủy Phán nuôi từ Sài Gòn chạy về châu Đốc Đề nhà ai nấy rằng Hương chủ điều trả lời Việc nhà của chú tùy ý chú xét nghĩ thế nào là phải thì làm Tôi biết đâu mà dám can giữ vào Tôi chỉ biết rằng đối với việc này thiên hạ quanh miền họ bình phẩm chú nhiều lắm đây Họ bình phẩm thế nào? Họ bảo chú mắc hợm thằng rễ điếm đàn từ ba năm nay mà nhu nhược không dám đối phó Cơ khổ bây giờ tôi mới biết kia mà nhưng người ta cứ bảo rằng chú biết rõ sự tình lâu rồi mà nuông con sợ rễ không dám làm cho ra lẽ tức quá thế thì phen này tôi bắt buộc con hai nhà tôi phải bỏ thằng chồng khốn nạn ấy đi mới được ông châu hồng nói giọng cả quyết chính cách xử trí ấy là phải hơn cả hương chủ điều đổ dầu thêm vào lửa giá tôi gặp cảnh như chú tôi cũng thẳng tay như thế không thì thiên hạ chê cười Ông Châu Hồng ra vẻ tần ngần nghĩ ngợi Hương chủ điều nói Sao em ý chú còn tiếc thằng rể thì phải Ôi anh bảo thằng rể như thế có quý báu gì mà tôi phải tiếc Nhưng tôi chỉ nghĩ thương con tôi duyên phận dở dang Chẳng quá bụa cũng như quá bùa Còn ai thèm màng đến Mà nó lại trẻ trung Tôi nghĩ buồn có chỗ ấy thôi Tưởng là gì Hương chủ điều cười và nói Bây giờ chú về cứ thu xếp cho con hai bỏ thằng chồng nó đi Rồi tôi giúp nó có một người chồng sang trọng ngay lập tức Con gái nhà chú giàu có nước đô đổ vách Đời nào ế chồng mà lo Thải đám này ta xoay đám khác Hành nội sao ngày dễ dàng quá Ông Châu Hồng tỏ ý nghi ngờ nhưng rất lấy làm thích Tôi nói thật đó Đám này 28 tuổi đang làm trạng sư ở Sài Gòn Tên là Đỗ Xuân Tâm dễ thường à, chú có nghe tiếng à, à thỉnh thoảng à, tôi có nghe thấy tên đăng trên báo ông ta cậy vợ chồng nhà tôi tìm cho một người vợ bất cứ gái son hay quá bụa cũng được miễn là con nhà thi lễ có đức hạnh nhan sắc thế thì cháu cầm đúng cả mọi điều kiện hôm nọ ông ta về chơi lại căn dặn thúc giục nhà tôi thật là dịp mai cháu nó bỏ thằng vô lại kia mà trở nên bà trạng sư thì quá ra tái ông mất ngựa mà lại có phúc Chẳng những cháu nào gặp mai Mà chú cũng rửa được tiếng lầm lỡ ngày trước Nhưng cảnh con hai nhà tôi éo le như thế Người ta có chịu lấy không? Chịu hay không chịu à chỉ ở nơi tôi Tôi cam đoan với chú rằng Được Chú có thể tin là xong việc ngay từ bây giờ Thì tôi trồng cậy ở anh nha Tôi đã hứa chắc mà xong việc tôi xin tặng bác 5 ngàn đồng được rồi chú cứ yên tâm kỳ thật không phải hương chủ điều có yêu thương gì cha con minh cầm mà có cái mưu mô dàn xếp ấy chẳng qua vì lợi đỗ xuân tâm là ai chính là cháu vợ hương chủ điều gọi là dì ruột chàng đi tây đổ được luật khoa cử nhân trở về sài gòn làm trạng sư tập sự mục đích trưng bằng cấp lấy vợ giàu chàng vẫn kệ vợ chồng hương chủ điều tìm giúp một người vợ ở lục tỉnh dù nạ dòng hay gái quá cũng được Miễn là hồi môn có ít cũng đôi ba chục dạng Thì chàng mới thích Hai bên có giao kèo với nhau bằng giấy tính chỉ hẳn hồi Nếu đào được mỏ nào Thì đổ Xuân Tâm phải chiếu số hồi môn Mà chia phần cho hương chủ điều 20% Chuyện có hơi kỳ Nhưng thật ở đời có những kẻ cố tâm đào mỏ Và bán công mai mối như thế Đã có một vụ bội ước Quá ra kiện nhau Hương chủ điều dụng tâm dòm võ đã lâu Nhưng mà không thành nay gặp được đám này xem chừng thuận tiện đủ vé cho nên lão đốc thúc ông châu hồng bắt con gái bỏ chồng để làm mối minh cầm cho đỗ xuân tâm lão tính nhẩm số tiền qua hồng thái sư hoạt mo của mình cũng được mấy vạn là ít chính bản tâm ông châu hồng cũng lấy làm thích ông đang cai cú về nỗi mắc hợm giờ gã được minh cầm lấy một ông trạng sư để ông rửa tiếng trước với sớm làng thiên hạ không còn gì sung sướng cho ông hơn nữa phải còn tao trước kia một làm hai lỡ Dớ phải thằng chồng không phải là bác vật Nhưng của quý tự nhiên có kẻ tranh giành đón rước ngay Bây giờ nó nghiễm nhiên là bà trạng sư đấy Bay xem Trong lòng ông mong ước sẽ được nói câu như thế Để bí mật những kẻ nào chê cười ông mắc hợm bấy nay Bởi vậy từ hôm đi dò xét được tung tích Kiều Mộc trở về Mỗi ngày hai ba phen Ông gọi Minh cầm đến trước mặt để khuyên lơn và gắt gỏng Một hai bắt nàng phải bỏ chồng đi chỉ hôm trước hôm sau trở nên một bà thầy kiện tức khắc đành rằng ông vẫn hiếu danh nhưng thật cũng có phần thương con tha thiết muốn rửa lỗi mình và lo tương lai đẹp đẽ cho nó nên mới có sự bắt buộc gắt gao thế ấy nhưng khí khái và dụng tâm cao xa quả quyết của minh cầm ra thế nào chúng ta đã biết dù quyền hành cùng sự nạt nộ của người làm cha cũng không thể làm sao cho nàng biến đổi sơ tâm đừng có đem cái danh vị bà trạng sư làm mồi cám dỗ dù được làm bà gì cao sang gấp mấy đi nữa Nàng cũng chẳng màng Tự nhiên nói đến bỏ chồng là một chuyện nàng không muốn nghe Thành ra năm sáu ngày nay Hãy lúc nào khui chuyện này ra thì cha gắt mù Mẹ thở dài, con chỉ khóc Mỗi người một chủ trương không thể dung hợp được Trong nhà lục đục Đến nỗi cha mẹ với con thường tránh mặt nhau Mà hễ hợp lại một chỗ thì chỉ nghe những tiếng to Và thấy nước mắt Đến ngày thứ bảy Ông cụ nóng lòng sốt ruột quá Đâm ra quyết liệt với Minh Cầm Như con hổ đói Trực nhai ngấu nhai nghiến con Mày không nghe lời Thì tao đem ra tòa xin từ mày đi Không nhìn nhận mày là con tao nữa Tùy lưỡng ba thương con Phận nào con nhờ phận ấy Ba ghét bỏ con cũng cam lòng Chứ biết nói sao Minh Cầm tỉnh táo trả lời Bao nhiêu ruộng đất bạc tiền Tao sẽ cho đứa khác thừa hưởng Mày không có một xu của ba làm ra ba muốn cho ai mà không được thế mày nhất định không bỏ thằng vô danh tiểu tốt ấy đi phải không ông cụ hỏi sừng sộ dạ mày bước ra khỏi nhà tao đi ba đuổi thì con xin đi chứ bảo con bỏ chồng thì con không dám dâng lời à con này cứng đầu cứng cổ thiệt mày tưởng tao không có cách gì bắt buộc mày phải dâng lời hay sao tao nghĩ tình cha con muốn khuyên bảo mày một cách thỏa thuận Đến khi cùng bất đắc dĩ tao làm thẳng tay cho mày xem Bà cụ tưởng là ông chồng lại sắp sửa thịnh nộ đánh đập con chăng Nên bà vội vàng đề phòng che đỡ và hỏi săn đón Thôi ông để khuyên con thông thả Tất nó phải hiểu lẽ biết nghe Đừng nóng giận quá không nên Tức quá mà Tôi viện chứng cơ làm đơn kiện thằng Cựu Mộc tại tòa Vậy tội nó giả mạo chức phận lừa đảo hôn nhân Để xin tòa quỷ tờ hôn thú của vợ chồng nó đi Dễ thương không được hay sao Câu nói có sức mạnh hơn xét đánh Làm cho Minh cầm giật nảy mình và toát mồ hôi Ông cụ lấy quyền gia trưởng Có thể viện chứng xin pháp luật can thiệp Để quỷ cụ không phối đi được Mà để cha tính đến phương ấy Thì báo đăng rầm lên Dư luận sôi nổi Hổng bét cả việc Kiều Mộc đang học bên tay Bây giờ ái tình hạnh phúc của nàng Vỡ tan ra từng mảnh Không còn cách gì hàng gắn thu thập được nữa Bởi vậy nàng phải giật mình Lo sợ Hàng phục trước sự dọa nạt của cha Thôi con gian lại cha Cha đừng làm thế Rầm rĩ tiếng tâm thiên hạ thoá mạ mà. Nhưng mày đành chịu nghe lời tao khuyên bảo Mà bỏ thằng chồng đi không Ông cụ hỏi bằng giọng đắc thắng Nếu không thì mai tao đi Sài Gòn Thuê trạng sư lập tức Dân con xin bỏ chồng con Theo ý ba muốn Nhưng xin ba khoan hạn cho con thu xếp độ ba tuần lễ Ba tuần lễ để làm gì Để con thân hành sang Lào tìm chàng Bảo chàng làm tờ tự thuận ly dị Thế cho công việc em thấm với nhau thì hơn chương 6 Muôn dặm theo chồng Sau màn chó của tấn gia đình náo kịch đã kể ở đoạn trên Minh cầm để con ở nhà Xin phép cha mẹ đi Sài Gòn năm bữa mới về Chẳng ai hiểu nàng đi có mục đích và công việc gì Lúc về thấy thằng Tứ đang chơi đùa với bà ngoại Cả hai bà cháu vui cười vang nhà Bà cụ bò dưới đất Cho cháu cỡ trên lưng làm ngựa thằng bé mãi chơi quên cả mừng mẹ mới về gọi ra cho quà đã nói thằng tứ rất triều mến bà ngoại cũng như bà bao phủ lấy cháu với tất cả mạch nguồn thương yêu của quả tim già nếu cháu chưa thể trở nên người lớn thì bà hóa lại tính cách trẻ con để vui đùa với cháu một già một trẻ thành ra bạn thân không mấy lúc rời nhau tối lại tứ cũng thích nằm với bà để bà hát ru và quạt luôn tay cho mà ngủ sướng hơn là quấn quýt bên mẹ không muốn làm đứt đoạn trò vui trẻ con của hai bà cháu minh cầm đứng nấp một bên cửa nhìn một hồi lâu chừng thằng tứ ngồi chán trên lưng bà rồi bước xuống nàng mới chạy lại ôm lấy con hôn hít và đưa cho mấy quả ma rồng bọc thiết quà quý đem từ sài gòn về tứ bốc giấy thiếp một quả đưa lên tận miệng bà ngoại kèo mời bà cắn trước một miếng rồi nó mới chịu ăn minh cầm cười và nói con chơi đùa với bà ngoại mấy hôm nữa cho thật no chán rồi đi theo ba mày Nghe câu nói ấy bà Châu Hồng tái mặt Sao lại trả lại ba nó Bà hỏi một cách buồn hiu Má tính Con sắp ly dị người ta Thì phải trả con lại cho người ta chứ sao Nàng đáp Nhưng nó còn bé bỏng thế này Đã phải xa mẹ Mặt lòng Cốt nhục người ta Thế nào người ta cũng bắt đi Còn tình nghĩa gì nữa Mà bảo họ để con lại cho nhà mình nuôi Bà cụ rơm rớm nước mắt Tỏ ý nhớ thương buồn bã Sắp phải ly biệt thằng bé mà bà đang chịu mến vô hạn trong trí bà suy nghĩ nếu biết trước thế này thì hôm nọ không tán thành ông cụ kèo này minh cầm thải nhất bỏ chồng điều định với ba nó để nhà mình nuôi tới chín mười tuổi sẽ bắt nó được không bà hỏi không khi nào ba nó chịu con chắc như thế minh cầm nói và liếc thấy mẹ đang chùi nước mắt một tay vuốt da thần tứ nàng đo biết lòng già thương cháu đến cực điểm muốn cho mẹ khỏi quá thương tâm Nàng tạm lái câu chuyện đi hướng khác Hình như ba con đi hơi vắng phải không má Ừ Ba con đi châu đốc có việc Chiều nay mới về Thế thì mai lắm Con có một câu chuyện lạ muốn nói riêng với má Để con đi thay đổi y phục rồi nói cho má nghe nha Chuyện lạ gì đó mày lại muốn kể phong thần Tây Du để nhát mẹ mày sợ chứ gì Ấy cũng gần đâu đó má à con sẽ nói tay vui cho má nghe hết hồn hết vía kìa minh cầm nói và nhoẻn miệng cười thôi đi con gái lớn xác đã có chồng có con mấy năm vẫn không chừa tính trẻ nít dễ thường còn mong được mẹ ấm bồng nựng nỉu như là thằng cháu búp bê của tao đây chăng bà cụ lườm con gái một cách yêu thương và ôm lấy thằng tứ hôn lấy hôn để đứng trước tình cảnh đầm thấm ấy trong trí minh cầm bỗng nảy ra ý kiến chớp nhoáng một là nhờ thế lực mẹ già Thử giảng giải thu xếp giúp mình May ra cha có hội tâm Không cố ép bỏ chồng này lấy chồng khác Hai là nếu liệu chừng việc điều định không xong Thì lợi dụng ngay cái tình bà mến cháu Để làm tiền mẹ già Lấy một số dăm ba nghìn Phòng khi hoãn cấp hay cần dùng đến Đã lâu mẹ con không có dịp nào đối diện đàm tâm được như hôm nay Bởi vậy nàng tất tả thay đổi y phục Rồi chạy ra ngồi bên cạnh mẹ để nói chuyện riêng nhưng trước hết nàng không quên gọi một đứa bé ở Dắt thằng Tứ ra ngoài cổng chơi Rồi mất cất tiếng rầu buồn hỏi mẹ Việc đã lỡ làng ra thế mất rồi Giả lại xưa kia chính tự ba má lựa chọn gã bán Bây giờ tại sao ba còn một hai bắt buộc con phải cùng chàng ly dị Má không nói hộ một đôi lời Phải trái để ba con hồi tâm không được hay sao Bà cụ nhìn con và thở một hơi dài Ôi ba mày cố chấp và độc đoán quá Hôm nọ má tìm lời khuyên giải để êm việc cho con Nhưng ba mày nhất định không nghe Nghĩa là má khuyên ba không nghe Rồi má phải đồng ý với ba vậy à Nàng hỏi Chớ sao Không lẽ để vợ chồng già mà còn sinh sự cãi lấy nhau giận dũi nhau Thành ra thương yêu con thật má vẫn thương yêu Nhưng không đồng ý với ba con thì không được Theo ý của má Vợ chồng con đã lấy nhau thuận hòa yên ổn như thế là may mắn rồi dù chẳng có danh giá ông này bà nọ cũng chẳng sao Vợ chồng đem nhau về đây Cài cái mà sống không được à Lúc trước ba má nên duyên Thì ba con bất quá một thằng dân cài chân trắng Chứ phải là ông thần ông tướng gì đâu Bây giờ trời cho khá giả mới hay xin chuyện Đã chạy lấy quyền hàm tốn mất mấy vạn Lại còn muốn có rễ quan Má lấy ý kiến ấy giảng giải cho ba con nghe Sẽ hiểu ra lẽ không chừng vô ích con à Ba mày cố chấp Lại hay nghe lời thiên hạ phỉnh phờ Cho đi tàu bay Bởi vậy ông nhất định gả con cho ông trạng sư nào đó Để rửa tiếng Còn khuyên can làm gì trong phí lời mất công Mình cầm biết thế là chủ trương thứ nhất không xong Liền xoay đến chủ trương thứ hai Rồi đây ba thằng tứ bắt nó đi Chắc má buồn rầu lắm hả Cứ nhắc đến việc ấy là bà cụ biến sắc nét mặt đang tươi bỗng sám ngắt lại bà đưa mắt ra ngoài cổng chỗ thằng tứ đang nhảy nhót vui đùi với con bé ở rồi nói với minh cầm bằng một giọng như than gian rên rỉ không để đâu hết nỗi buồn lại còn phải hỏi nếu ba thằng nhỏ bắt nó đi mất thì má thương nhớ rầu buồn e đến phát ốm mà chết được con nên biết má đây chỉ có một mình con là con gái chứ không có con trai cho nên bây giờ được một thằng cháu trai Má vui mừng dường như được trẻ lại mấy chục tuổi Nay mai ba nó bắt đi Chẳng những cảnh nhà vắng vẻ quạnh hiu Mà trong tấm lòng già này sẽ thấy chơi vơ trống trải biết bao Minh cầm chưa kịp nói gì Bà cụ đã vội vàng nói tiếp Con có cách gì giữ lấy thằng bé ở lại nhà này Không nên tiếc công khó nhọc với má Cách gì? Nàng đáp Bỏ cha bắt con thật là một chuyện ích kỷ khó nghe Chứ đem trả người ta rồi người ta lấy vợ khác Thế nào thằng bé cũng bị khất hủi Có phải tội nghiệp nó không Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ có thương con chồng Tục ngữ nói thế Con không nhớ à Máu chảy ruột mềm Ai nghĩ đến nông nổi con mình bị kẻ khác dày dò Mà chẳng phải động lòng thương xót Bà cụ quyết định về mặt tâm lý Và cố khiêu gợi mẫu tử tình thâm Để cho Minh cầm phải hàng phục ý muốn của bà Giá ai nhẹ dạ chỉ nghe bà nói thế cũng đủ mũi lòng rơi lệ Nhưng bà lấy làm lạ Vì thấy nàng tự nhiên như không Lại còn tươi cười chuyện giảng À Con nhớ hình như lúc nãy má có ý đem một số tiền Đánh đổi lấy thằng nhỏ ở nhà phải không Ừ Má có định thế Nhưng liệu chừng người ta đòi cấp độ bao nhiêu Thì má có thể chịu được Tùy đó Thế nào cho vừa sức má lo chạy được Không khi nào má tự nang Ví dụ họ đòi năm sáu ngàn hay một muôn Liệu má có kham nổi không Số ấy thì má khứng ngay lập tức Bà cụ nói và làm bộ thò tay vào túi Rồi lấy tay ra đếm xỉa Như đếm tiền thật vậy Cái cử chỉ ấy tuy là đùa bỡn Là cốt để bày tỏ hết chỗ vui mừng hớn hở Khỏi phải cùng cháu biệt ly Minh cầm bật cười Nhưng con hỏi má Tiền đâu Nếu mà hỏi lấy nơi ba thì bất tiện lắm đó Vì con xem ý thứ ba không muốn thằng tư nàng bị bà cụ bức ngang câu nói con chớ nói thế mang tội với trời sự thật chính ba con triều mến thằng nhỏ còn hơn má nhiều duy có mấy hôm nọ ông hờn giận về nỗi khuyên bảo con không nghe rồi thì dẫn cá chém thớt làm như hất hủi thằng nhỏ chứ thật tình ông thương yêu nó đáo để một mai ba nó bắt đi rồi xem mà ông rầu buồn thương nhớ cho biết Xong nếu phải xuất một số tiền to như vậy Để đổi lấy thằng Tứ thì chắc ba tiếc Có lẽ vậy Vậy thì má giết ai ra số tiền nào Bà cụ cong ngón tay lại Khẽ gõ trên trán nào một cách yêu dấu và nói Con nhỏ đáng ghét này Mày khinh mẹ mày lúc có chuyện cần dùng Không tự lo nổi năm bảy ngàn đồng bạc hay sao Hơn nữa cũng có Mà tao không phải tần phiền xin hỏi ba mày đâu Này nha Bà phủ tôm á, nợ riêng má năm ngàn Muốn đòi lúc nào bà trả lúc ấy Còn những đồ vàng riêng của má để trong tủ kia Không thừa bảy tám ngàn đồng nữa sao Miễn là ba thằng tứ làm giấy thuận nhượng Tức khắc má đủ số tiền chồng cho nó ngay Vì sao Minh cầm thiết tha vấn đề tiền bạc như thế Nàng định đổi con lấy tiền thật kìa Không, nàng có dụng ý khác Nàng biết bình sinh bà mẹ không hay lý hội gì đến việc tiền bạc nhất là những số hàng ngàn trở lên nhưng cảnh ngộ nàng ngày mai sẽ có lúc hoãn cấp phải cần đến tiền bạc tiếp tế mà trừ bà mẹ ra không có nguồn tiếp tế nào khác hơn cho mình cho nên nàng dùng tâm lấy câu chuyện đem tiền đổi cháu làm như một con sào đo nước để dò xem cái nguồn tiếp tế từ phía bà mẹ cho biết nông sâu nhiều ít và có sức bao dung đến mực nào đấy thôi về mặt vật chất thế là có thể tin cậy được rồi nhưng còn muốn được vững tâm về mặt tinh thần nữa nàng ân cần hỏi bà cụ rồi thì má sẵn lòng săn sóc thằng Tứ giúp con Không ngại khó nhọc Bà cụ cho câu hỏi ấy là quái dị Vô nghĩa Nên chỉ thấy bà quắc mắt Ơ kìa Mày nói cái gì nghe chướng hết sức Tao không triều mến nó Không sẵn lòng săn sóc nó Thì bảo tao chịu tốn bạc ngàn bạc muôn Để lấy nó Lưu nó lại làm gì Mà sự săn sóc ấy Dù trực tiếp hay gián tiếp cũng thế Má nghe Trời ơi trực tiếp gián tiếp là con thú vật gì tao đâu có biết Thôi con cắt nghĩa nôm na cho má nghe xem thế nào Trực tiếp là nói bà sẽ nuôi nấng săn sóc cháu ở trong nhà này luôn luôn Còn gián tiếp là ví dụ một khi phải gửi nó ở nhà một bà vú nào hay một trường học nào Tự nhiên má phải tốn tiền bảo dưỡng chu đáo đã đành Lại còn phải thời thường đi lại chăm nôm cháu mới được Má đã hiểu chưa Bà cụ đổi giọng Thưa cô, thế thì tôi hiểu rồi. Nhân tiện tôi cũng muốn nói rõ để cô biết rằng một khi ba thằng Tứ Thuận lấy số tiền mà để nó lại cho tôi tự nhiên tôi có trách nhiệm chăn nuôi săn sóc nó cho tới lúc khôn lớn thành thân cũng như là con tôi rồi. Không khi nào thằng cha nó còn được lai like, vãng nhìn nhận. Ngay cả đến cô nữa nay mai cô về làm vợ ông Thiệt Kiện rồi đẻ ra con khác mà yêu mà nấn với nhau chứ tôi không cho phép cô đem thằng Tứ đi theo bao giờ vì khát máu khát thịt bề nào nó cũng bị người ta ghẻ lạnh rẽ rúng ấy là một sự tôi không muốn thấy minh cầm lẳng lặng bà châu hồng lấy hơi giây lát rồi lại nói tiếp vậy hôm nào cô định đi lào để thu xếp công việc ly dị thì nói cho tôi biết tôi giao số tiền đem cho ba thằng tứ rồi ba nó làm giấy thuận nhượng vĩnh viễn cô đem về đây cho tôi đến đây không còn đè nổi tâm sự u uất đừng nổ bùng ra nàng đứng phắt dậy hòa lên khóc và nói thưa mẹ xin mẹ ngồi yên nhận hai lạy này của con rồi con thưa chuyện tội nghiệp bà cụ ngẩn cả người ra chẳng hiểu thế là nghĩa gì nàng lại rồi nói thưa má tấm lòng nhân từ quảng đại của má con đã hiểu hết rồi con vừa lại sống hai lại để gửi má một chuyện tâm sự khó khăn khổ não xin má thương con giúp con nhất là hiểu giùm con con chẳng nói má cũng biết khổ tâm của con rồi tức quá chỉ tại ba con cố chấp quá để con phải chịu nông nổi chia lìa đau đớn phải chứ một ngày là nghĩa huống chi ăn ở với nhau đã được mụn con thế con định hôm nào đi lào để giáp mặt ba thằng tứ bà cụ thật thà yên trí rằng con sắp phải sang tận bên lào gặp chồng để yêu cầu ly dị ấy là chỗ khổ tâm cho nên bà cố tìm lời an ủi Hai mẹ con nói chuyện giống một với nhau Con không đi lào đi miên nào cả má à Có thể ở nhà viết thơ điều đình cũng xong thì càng tốt Khỏi mất công đi Nhưng con cũng đi ai chết con định đi đâu Thưa má đi Tây Câu nói có mạnh lực như một tiếng sét đánh Làm cho bà cụ giật cả người Thật à Dân con đã xin thông hành sẵn sàng cả rồi con mới lên Sài Gòn chính vì việc ấy Con có buồn thì ra Bắc mà xem núi non phong cảnh cho khuây khỏa tâm thần Việc gì phải đi Tây xa xôi tốn kém Má không biết Con cần đi Tây mới có sự vui Có lẽ sống Vì sao lại vậy con Thưa Vì có ba thằng tứ đang ở bên đó Một tiếng xét đánh nữa khiến bà cụ giật mình sửng sốt hơn trước Con nói ba thằng tứ đang ở bên Tây Bà hỏi dồn dập với tấm lòng nóng nảy muốn biết câu chuyện mà bà cho là vô cùng bí mật Dân tránh vậy nhưng nó làm gì ở bên ấy Thưa chồng con ở học Thiệt hả Con đã lại má hai lại là muốn trút hết gánh nặng trong lòng Còn có điều gì mà không thật Chồng con định học để làm gì Để thi đổ quá học kỹ sư Người ta quen gọi là bác vật ấy mà Thằng Tứ chơi chán ở ngoài cổng chạy vào trong nhà trong thấy bà ngoại có nước mắt nó tru tréo lên hỏi má nó sao lại được đánh bà ngoại của nó mà phải khóc vậy kìa tới chừng trong lại khóe mắt má nó cũng có hạt châu lấm tấm chưa ráo nó phá ra cười rũ rượi thế ra bà ngoại cũng đánh má cho khóc nè hai người trừ với nhau là xong cả mình cầm và bà cụ cùng tức cười về câu nói ngộ nghĩnh của thằng nhỏ nó được mỗi người thưởng cho mấy cái hôm rất nồng nàn ở hai bên gò má nàng ôm lấy con và bảo con đi theo con chính ra đường cái mà chơi Sắp có đám rước đi qua vui lắm Má đánh lừa con đó Con biết rồi Con cứ ngồi đây chơi với má và bà ngoại Không được sao Thằng Tứ nũng nịu ý không muốn đi Không được Để má với bà ngoại yên ổn Nói chuyện này một lát Má bảo phải nghe Thằng bé được dạy dỗ khuôn phép Đã quen nghe lời mẹ nói nghiêm nghị Thì lủi thủi đi ngay Không dám cự nữ Nàng muốn xa con không để cho nó nghe lóng câu chuyện sắp nói Vì nó còn bé bỗng thật Nhưng rất tinh quái thông minh Hơi có chuyện gì khác ý là nó biết ngay Chính bà cụ cũng muốn thằng Tứ đi chơi Để hỏi má nó về câu chuyện bà đang lấy làm lạ lùng Và nóng ruột đợi nghe Thế nào Chuyện đâu lại có chuyện kỳ dĩ đến thế Con nói cho má nghe mau lên Không thì má đến phát điên mất Bà cụ hỏi một cách thúc giục Dân Con đã có chủ tâm trước khi đi tay thì giải tỏ hết nỗi niềm với má không còn giấu giếm mãi may má ngồi để con nói má nghe rồi nàng đem hết nguyên quỷ từ lúc ra cù lao phú quốc được mở màn bí mật cho đến về sau lập tâm lập chí thế nào và ba năm ở sài gòn sinh hoạt thế nào nói cho bộ cụ nghe tỉ mỉ đầu đuôi không sót chân răng kẻ tóc bà châu hồng nghe con kể chuyện đến đâu vẻ mặt bà tươi sáng đến đó trong lòng không ngớt khen ngợi chí khí của con và không ngờ đâu con có cơ mưu nhẫn nại như thế Đó má xem Việc này chính là tự ba con dồ dập lầm lỡ Mà riêng con phải gánh chịu tất cả sức nặng của sự lầm ấy vào thân Nếu có kêu làng kêu nước lên thì việc cũng dĩ nhiên mất rồi Chẳng qua chỉ làm buồn cha mẹ Thêm nhục tiếng nhà chứ có ích gì Con nghĩ vậy cho nên cắn răng mà chịu Để tìm cách tháo trút dần dần cái gánh nặng lầm lỡ kia còn hơn Nghĩa là con đã cảm hóa được chàng biết tu tỉnh học hành Dân, má đã nói đúng sở nguyện sở hành của con Và con mừng thấy kết quả được phân nửa rồi đấy Hiện chàng sang tay theo bậc đại học Chẳng còn mấy chốc thì được thấy phần nửa sau đến nơi Mấy chốc là độ bao lâu Chỉ vài ba năm nữa là cùng Chồng con sẽ trở nên Thì ba con ham muốn một ông rể bác vật mà bị lầm Rồi nay mai ba sẽ được như ý Là ông rể ấy đổ bác vật thật trăm phần trăm Con cố theo đuổi chí hướng chữa lại chỗ lầm của ba Danh giá của con chỉ có như thế Bà cụ trừng mắt nhìn Minh Cầm như có ý trách móc Thế sao hôm nọ không kể hết sự thật với ba con như vậy Có phải là yên chuyện không Không thế được má ơi Nàng lắc đầu và nói Ba con thật quả là người cố chấp như má đã biết Chẳng khi nào ba chịu nhận lỗi mình đã phạm lại chỉ ham cầu danh lợi trước mắt Chứ không nghĩ xa trong xa bao giờ Dù con có thật tâm sự Và công việc mưu tính như thế Ông cũng chẳng chịu tin nào Đố khỏi mắng nhí con là bị chuyện Là ăn phải bùa ngải Và không biết bao nhiêu thứ hư xấu nữa mà kể Thành ra con đành ngậm tâm Không muốn nói thật với ba Nhưng tại sao con lại nói thật với má Vì con biết má chắc hiểu tâm tình con hơn Và lại cốt nhờ cậy má giúp đỡ con Nhất là bên vực trong khi con đi vắng Cận gì con phải đi tay mới được Phải đi để chăm nôm đốc thúc chàng học Kẻo người có cốt khoan chơi đã sẵn Giờ được thả trôi một mình giữa chốn phồn qua để nhất như thành ba ly Rất dễ bị cám dỗ lôi kéo Nếu không có ai ở bên níu lại Xa chàng mấy tháng nay Con thấy sốt ruột lắm rồi Con không đi rủi như chàng lại bị xa ngã Thì hỏng cả công trình theo đuổi bấy lâu Má xét dùm con chỗ ấy chẳng phải vì xa chồng ít lâu mà nhớ nhung rưỡng mở vội vàng đi theo đâu còn nói má nghe phải lắm nhưng sợ con đi rồi ba con giận dữ làm ra to chuyện thì làm thế nào chính vì chỗ lo ấy mà con phải nhờ cậy má ở nhà giúp đỡ bên vực con trông mong má vì con mà chu toàn bộ ba việc quan hệ sau này việc thứ nhất ba con đinh ninh rằng con đã chịu phục tòng hẹn trong ba tuần lễ đi sang lào Lấy được giấy của chồng tự thuận ly dị đem về Để ông gả con cho thầy kiện thầy cò nào đó nay bỗng chốc con bỏ đi biệt tích Làm sai lệch chương trình của ông đi Chắc ông tức giận đến hét ra lửa Không phải chuyện chơi Nếu ông lại biết rõ sự tình là ba thằng tứ hiện ở bên tay Mà con bỏ nhà đi là đi theo chàng Tất nhiên ông làm lôi thô cho bỏ ghét Chủ trương trình báo nhà chuyên trách và thư kiện chàng Như lời ông đã dọa dẫm hôm trước Chẳng gì thì ông cũng đi tới kết quả là phá ngang công việc học hành của chồng con Trời ơi Thân con dù phải khổ sở đến đâu nữa cũng không cần Nhưng việc mưu tính cho chồng có quan hệ đến cả danh dự, hạnh phúc Nếu như bị hỏng nửa chừng thì chắc con phải tự tử Bởi vậy má cần giấu giếm che chở thế nào Nhất thiết đừng cho ba con biết rằng Không phải chàng hiện ở Lào Và cũng đừng cho biết là con đi xa Nhưng cũng phải kiếm cơ gì cho xui để giải nghĩa con bỏ nhà đi là đi đâu mới được chứ bà cụ hỏi lại sự ấy đã hẳn con sẽ viết thư để lại tỏ ý chán đời bỏ nhà đi tu rồi má cứ vịnh theo đó mà nói ra nói vào làm thành một sự tin tưởng ở trong trí của ba ví dụ má bảo được tin người ta mất con tu trên điện bà tây ninh hay một ngôi chùa nào ngoài phán thiết nha trang chẳng hạn cần nhất là phòng khi ba con tức giận con bỏ nhà đi làm dở gian mất cuộc gã bán con cho ông trạng mà ba đã định e ba phát cáo quyết đi trình báo để kẻ nhà chuyên trách tìm lôi con về hoặc ba giận lây đến chồng con mà đi thưa kiện chàng về vụ mạo danh ngày trước và đổ cho chàng đem dấu con đâu mất bây giờ cả hai việc đều có thể xảy ra vì kẻ thù ghét con là ai má chẳng cần biết vẫn lâm le phá hại gia đạo chiếm đoạt cơ nghiệp nhà ta sẽ ngấm ngầm xúi dục ba làm cho đa sự tới đó Má dư biết hai việc ấy có ảnh hưởng nguy hiểm cho vợ chồng con đến thế nào Bởi vậy xin má để ý cẩn thận Nếu nghe thấy ba hơi rụt rịch sinh sự Về phía con hay về phía chồng con cũng thế Má có tìm cách chặn ngay đi Phải giết cái ý niệm ấy ngay ở trong trứng mới được Để nó kết thai hình thành thì hại con lắm đó Cách gì? Theo như ý con Bà cụ hỏi lấy lẽ lợi hại mà giảng giải khuyên can ba đừng nên làm vậy má ở nhà cốt che chở bên vực để cho vợ chồng con được yên ổn trong vài ba năm nữa thì hết phải lo nhưng tính nết ba con bướng lắm chỉ sợ má khuyên can không nổi thì làm thế nào con vẽ dạ sẵn cho má một cái dự kế này nha mình cầm vừa nói vừa cười hãy lúc xem chừng khuyên can mà ba không nghe má cứ giả đò tự dẫn chắc ba phải chịu phép ngay cái ý kiến kỳ cục làm cho bà cụ phi cười bắn cả quyết trầu lên vai áo Minh Cầm con nhỏ mắc dịch này không khéo làm tao đến cười quá mà chết như Trình Giáo Kim hồi nhỏ tới giờ mẹ mày có biết tự vẫn là thế nào mà mày bày mưu hiến kế cho tao giả đò tự vẫn giả đò rủi ro chết thật thì khổ à thôi tao xin bà gia cát hãy xếp cái cảm nan ấy cất đi đem ra xài không được đâu Minh Cầm nắm lấy tay mẹ và nói một cách rất tự nhiên. Sao má thật thà cổ nhân quá Đã nói giả đò thì chỉ là giả đò Có gì mà phải lo ngại Lúc ấy má làm bộ ra dùng dằn Nói với ba con Đại khái thế này Tôi lấy sự phải trái can ông không nghe Để tôi tự tử cho chết quách Rồi ông muốn làm gì thì làm mặc ý Thế rồi má giờ uống một chén thuốc độc Kỳ thật chỉ là nước trà tàu hay trà quế Rồi nằm vật xuống giường mà dãy lên đành đạch Tự khắc ba con quảng hồn Phải gian lơ mà nghe lời má Con biết tính ba thổ nay thường chiều chuộng kiên nể má nhất đời Tất nhiên ông bỏ ngay cái ý muốn đa sự với con Bà Châu Hồng gật đầu Con nhà có hiếu hả ha, Và hai mẹ tới cách giả đò tự vấn Thôi được rồi Còn việc nhờ kể thứ hai là việc gì Dân Giờ đến việc thứ hai Là nhờ má trong nôm thằng Tứ Trong thời kỳ con đi vắng Với má con đã thú thật đi Tây Để săn sóc chồng con học nhưng với ba thì con mượn tiếng chán đời bỏ nhà đi tu Trường hợp nào cũng không có thể đem trẻ đi theo Mặt tình nhớ thương triều mến Ờ à, hờ để thằng cho con ấy ở nhà với má Thì má vui vẻ chăm nơm nó Hơn là phụng dưỡng một đức ông hoàng tử Còn phải dặn dò làm chi Bà cụ nói giọng hả hê mừng rỡ Đến run cả người Con vẫn biết lòng bà thương cháu đến cực điểm rồi Nó ở với bà sẽ được sung sướng như tiên Không cần phải nói nhưng còn nên phòng xa một tình cảnh bất trắc có thể xảy đến không chừng nên con muốn rào sau đón trước cho được kín đáo nàng nhận thấy mẹ có vẻ giật mình tình cảnh bất trắc là tình cảnh gì con nói cho má nghe lạnh cả xương sống mà việc gì con cũng lo tính đường xa má à ví dụ mọi bề được sống êm gió lặng thì thằng tứ ở với ông bà ngoại còn gì yên ổn sung sướng hơn nữa nhưng còn phòng khi trái lại ông cụ quá giận vợ chồng nhà con thì thằng bé ở nhà này khác gì một cây đinh đóng ngay trước mắt ông con không muốn để ông phải xin buồn vì thế giận cha mẹ mà không buồn nhìn mặt con là thường tình người ta chẳng có gì lạ lâm cảnh như thế con xin mái cứ giao thằng tứ cho thím bộ lân bộ lân nào kìa bà châu hồng đang hỏi lại trí nhớ à có phải là chỉ vú nuôi con hồi bé ấy không hắn ta lấy anh bộ chính là đi gọi là bộ lân khiến ma bỡ ngỡ quên lửng thì chú ấy sinh thời không phải tinh lân là gì mấy lâu thím ta lập tiệm buôn bán ở gần bến tàu châu đốc có dâu có rễ đều làm ăn tử tế một nhà đoàn viên phúc hậu ai thấy cũng khen trước đây những khi đi về con hay ghé lại thăm nôm thím và hồi đầu năm nay thím có lên sài gòn ở chơi nhà con một độ thằng tứ đã quen thuộc quấn quýt vì thím dỗ trẻ khéo lắm hôm qua ở sài gòn về con nghĩ lại nhà thím một đêm đã ngỏ ý phó tháp và căn dặn mọi điều thím cảm động quá phát khóc người ấy trung hậu có thể tin cậy được một mai nếu gặp tình cảnh éo le như con vừa nói thì má cho người lên gọi thím đem thằng tứ về nhà chăm nom nhà ấy cũng có mấy đứa trẻ đồng một trang lứa chúng nó có bạn chơi đùa với nhau càng vui mỗi tháng má đưa cho thím mấy mười lăm đồng thỉnh thoảng má có rảnh việc lên tỉnh thăm cháu không thì những hôm ba đi vắng nhà mà ba thường có việc đi vắng luôn thì má sai người tính cẩn đi đón nó về nhà này chơi như thế bà cháu tuy xa nhưng cũng như gần và được điều có thể vững tâm là thím bộ lân sẽ yêu mến săn sóc thằng tứ cũng như má yêu mến săn sóc vậy bà cụ ngẫm nghĩ cảnh cháu sẽ phải gian nan lưu lạc đến nỗi nương nhờ người ta bất giác động lòng rơi lụy minh cầm yên ủi ấy là nói chuyện phòng xa muôn một thế thôi không chắc nó sẽ xảy tới đâu ừ má tình à, dù đến thế nào chẳng lẽ ba con lại giận lây một đứa trẻ vô tội. Con cũng nghĩ thế. Hết tập 6, còn tiếp